Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 10, cũng chính là tập cuối của bộ truyện Thoát kiếp vợ bé, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong suốt 9 tập truyện vừa qua. Và tập truyện số 10 này cũng chính là cái kết của câu chuyện tình yêu của Ngọc Hương và Cậu Thịnh. Đến bây giờ thì Ngọc Hương cũng chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu Thịnh. Cô cứ ở bên cạnh và chăm sóc cho cậu như vậy thôi. Và quý vị có biết không, một tình tiết sẽ được tâm hàn bật bí. Đó là về thân phận thực sự của cậu Thịnh. Cậu Thịnh là ai? Trong đó lại có thêm rất rất nhiều bí mật mà tác giả Bích Vân của chúng ta lại để đến cuối, phần cuối của tập 10 tác giả mới tiết lộ cho chúng ta. Thế nên quý vị ơi hãy cùng chú ý theo dõi đến những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây những nội dung chính không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý lắng nghe tập 10 của bộ truyện Thoát kiếp vợ bé tác giả Bích Vân qua giọng đọc của Tâm An. Bà hai lúc này vẻ mặt khó xử Quay sang xác nhận một lần nữa với cậu Thịnh Cậu Thịnh này Nốt ruồi son kia Cậu có hay là không Dạ Dạ có Cổ họng của cậu nghẹn lại Rồi sau đó dũng cảm nói lên sự thật Bà ba lại càng được dịp Cao giọng và mỉa mai Nếu đã không có lầm lẫn gì Thì người nào đó nên biết thân biết phận Giao trả lại vị trí xứng đáng Cho chủ nhân thực sự đi thôi bà hai vẫn là không nỡ nhìn cậu thịnh bị khi nhục đến như vậy tiếp tục bênh vực dù không phải là con của thầy mão thì cũng là cháu ruột của chị trinh đây em cũng đừng vô tình quá như vậy cụ bảo nhà em còn quá nhỏ cũng không quản lý được tạm thời để cậu giúp một tay có thiệt thòi cho em đâu chứ không cần những gì thuộc về cậu bảo em tự quản lý không cần nhọc công người khác hơn nữa biệt phủ không dư cơm nuôi cái thứ con hoang hai từ con hoang bà ba cố tình nhấn giọng tựa như mũi sao đâm vào thịt của cậu thịnh ngọc hương không thể nào nhẫn nhịn được cô quát to không cho quyền được gọi cậu là con hoang bà ba đã quá chướng mắt với cái con yêu nghiệt này lắm rồi bây giờ nó còn lớn tiếng cãi lại bà trước mặt bao nhiêu người chả coi bà ra gì bà càng tức giận hơn gọi ngay con quýt đang đứng một bên để chờ sai bảo. Kéo con điền này ra ngoài, và vào miệng của nó 20 cái, rồi gọi tú bà đến đây, bán nó đi. Cậu Thịnh mắt long lên sòng sọc, nhìn bà Phúc, rồi nhìn Quýt. Ai dám? Ai dám hả? À? Bà ba vẫn kiên quyết, không còn kiêng rẻ cái uy của cậu Thịnh, dục con Quýt. Mày làm đi, tao ở đây mới là lớn nhất, Mặc kệ cái đồ con hoang kia Tiếng bà bà vừa dứt Trong phòng bỗng vang lên một chàng cười dài Nghe ra nửa phần man dại Nửa phần bi ai Bà Phúc liền quay đầu với hướng phát ra thanh âm Giọng nói đầy châm biếm Sự thật khó chấp nhận đến nỗi Điên luôn rồi sao chị Em còn tính để cho chị cùng quản lý sổ sách trong nhà Nhưng xem ra chị không còn đủ sức ấy nhở Thôi được rồi Già nua Thì cứ nghỉ ngơi đi Tiếng cười của bà cả vẫn còn chưa dứt, sáng vẻ này đúng là không khác người điên. Còn Quyết thì được bà ba bảo đảm, nên mạnh dạn hơn rất nhiều, phong đến túm lấy tóc của Ngọc Hương. Thời khắc này, cô gái nhỏ không tiếp tục chịu đựng được, cánh tay cũng nhanh chóng nâng lên, ghi đầu con Quýt xuống, hai thân ảnh sẵn co hỗn loạn, bà Phúc càng tức tối. Con người ở này lại dám hỗn sược. Nhưng ngay lúc này, Bà cả đã cầm ngay ấm trà Đập mạnh xuống đất Uy nghiêm quát Tôi còn chưa chết Các người định làm loạn sao Bà Trinh dừng một chút Ánh mắt lạnh lẽo Bắn về phía của bà Phúc chất vấn Còn mày nữa Mày bảo ai là con hoang Đúng là hồ đồ Còn ai vào đây chứ Được Tao vốn chưa muốn tính sổ với mày Nhưng mày tham lam vô độ Vậy thì chờ tao dẫm nát này dưới chân của tao bà còn gì để đấu với tôi chứ con cũng không mà còn phách lối nực cười tao tất nhiên là không có thế thì mày có có thứ đồ nghiệt chủng bà bà dám mắng cậu bảo tao mắng đấy thì sao rốt cuộc mày đã lang chạ với thằng đàn ông nào nói đi bà bà dám bịa đặt dựng chuyện bà phúc quát lại nhưng trong lòng đánh thót sợ hãi không biết là mộ trinh kia đã phát hiện được điều gì Thầm nghĩ lại kế hoạch bản thân chuẩn bị từ trước đến nay Cảm thấy không có chút sơ hở nào Bà ta chấn định tinh thần Cứng giọng tranh cãi Vì bệnh vực đứa con hoang Mà chuyện như vậy Bà còn dám nói Bằng chứng đâu Bà không đem được bằng chứng ra đây Thì hôm nay cả tôi và bà Cùng tống cổ khỏi biệt phủ Được Đáp lại một tiếng Rồi sai con cúc vào phòng lấy trong chiếc hòm gỗ một chiếc hộp màu xanh nhạt mang ra. Bà Phúc nhìn món đồ lạ mắt kia, trong đầu biết bao nhiêu là thắc mắc. Con mụ điên này, lại bày ra cái trò gì thế? Chờ con Cúc dâng chiếc hộp lên cho bà cả. Bà mở nắp hộp ra, để lộ bộ ấm trung trà vô cùng đẹp mắt, quý giá. Mà vật này giống hệt, cái bộ mà trước nay ông Mão vẫn thường dùng và cũng rất yêu thích. Mọi người đều chẳng hiểu thứ này có liên quan gì cậu thịnh lên tiếng hỏi ngay món đồ này chẳng phải được chôn theo cùng thầy mão rồi sao ạ à? nó có một đôi một của ta một bên chỗ ông ấy bà bà không còn đủ kiên nhẫn thế thì sao giờ này là lúc bà khoe bản thân bà có đồ quý đấy à mày gấp gáp như thế làm gì thôi được vậy thì tao giúp mày nhanh một chút bà rồi mặc kệ bà phúc tức điên giọng bà trinh vang lên đầy buồn bã nhớ lại quyết định khi xưa của mình giọng bà lúc này đều đều giống như tự sự từ lúc thầy lang nói ta không thể sinh con được nữa ta cảm nhận được tình cảm của thầy mão đã dần thay đổi ta nhiều lần trông thấy ông ấy ngập nghé những đứa con gái khác mà lòng lại càng thêm chán nản trong một lần ông ấy uống say ta buột miệng bảo rằng sẽ rước vào cửa thêm vài cô vợ để giúp ông ta sinh con đàn cháu đống. Chẳng những vậy, ông ấy còn thẳng tay xô ngã, mắng ta là vô dụng, không thể cho ông ta có được phúc phận nhiều con. Lời người say là thật, đó là tiếng lòng của ông ta luôn che giấu. Quả nhiên không lâu sau đó, ông ta rước về bà hai. Qua thêm một năm, lại dẫn bà ba về. Ta kìm nén bao năm, cũng không thể nào chịu đựng được nên ta đã đưa ra một quyết định. Là khi ta tình cờ biết được, đồ gốm sứ trắng men thủ công nếu đem nung ở nhiệt độ thấp sẽ gây nhiễm độc trì. Là một nguyên nhân khiến cho người ta không thể có con. Bà Phúc trẻ miệng sợ hãi, còn cậu Thịnh lúc này sững sờ hỏi lại. Ý của bác là lớp men trong bộ ấm chung trà này là... Đúng, thầy lang đã nói nhiễm độc trì nặng có thể gây nguy hiểm cho tính mạng còn nhẹ thì khiến cho người đó tuyệt tử tuyệt tôn ta không thể khiến cho từng bà vợ của ông ấy mất khả năng làm bu bằng cách này đành phải trực tiếp dùng lên người của ông ấy thôi tin tức này đối với mọi người đúng là xét giữa trời quang còn bà ba thời điểm này càng kinh hồn bạt vía lời bà cả còn chưa dừng lại ở đó Ta nhờ người tính toán một lượng trì thích hợp để tráng men vào gốm sứ. Bộ ấm chung trà khi hoàn tất sẽ có những họa tiết vô cùng tinh xảo và thể hiện sự sang quý hơn người. Ta tin chắc ông Mão sẽ rất thích. Ta cố tình mang về một đôi. Tặng ông ấy như sự mong mỏi vợ chồng hòa hợp. Thực ra, ta chỉ muốn đề phòng. Ông ấy làm vỡ thì sẽ tặng nốt luôn. Nhưng ông ta lại rất cẩn thận nên bộ ấm chung trà vẫn còn lại. Nếu như mụ đàn bà tham lam kia không làm to chuyện, ta cũng không muốn lật lại chuyện này đâu. Không thể nào, không thể nào, là bà ta nói dối. Mày vẫn còn cố chấp, thì cứ gọi thầy lang đến đây để kiểm chứng những điều tao nói. Bà ba liền học tốc bảo thằng ngọ đi tìm thầy lang bà có thể tin tưởng đến. Không ngờ kết quả lại không sai biệt gì. Thầy lang xong việc lui đi, bà cá lúc này đanh giọng chất vấn thầy mão vốn dĩ không bao giờ có thể có con vậy mà mày lại chửa Thư đàn bà lăng loàn ghê tởm như mày lại còn dám mắng người khác là con hoang à nói nghiệt chủng này là của ai bà phúc lúc bây giờ đổ gục trên nền đất tình thế đã hoàn toàn xoay chuyển bà hoảng loạn nhìn bà cả ngập tràn oán hận tia mắt sắc bén tựa như mũi dao nâng tay chỉ về phía của bà mà mắng nhiếc bà là người đàn bà độc địa sao bà dám làm thế với thầy mão chứ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà nói rồi bà ta quay sang cậu thịnh cậu là huyện lệnh cậu cũng nghe rõ rồi đấy bà ta âm mưu hại chồng cậu lập tức bắt bà ta lại mà tống giam đi bà cả lắc đầu biểu cảm cực kỳ chán ghét mày đòi lại công bằng cho thầy mão hay là cho chính mày chuyện còn chưa xong đâu để tao xem kẻ nào là gian phu của mày. Nói ra lời này giọng bà Trinh gườm gườm nguy hiểm. Thằng ngõ có mặt ở đây, bàn tay con lại thành nắm đấm, che giấu nội tâm sợ hãi. Hàn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh như không, chờ nghe bà cả nói gì tiếp theo. Thì bà mở miệng ra, cây lệnh động trời. Mang cái thứ nghiệt chủng kia Vứt xuống giếng cho ta Lời bà cả khiến bà Phúc nổi điên Hoàn toàn quên mất tất cả vừa hay nhào tới mắng chửi. Còn mụ giả ghê tởm kia. Mày, mày cũng như con em yêu nghiệt của mày. Đứa nào đứa nấy cũng đều muốn dồn tao vô chỗ chết. Tao giết mày, tao sẽ không bao giờ tha cho mày đâu. Vậy là cuối cùng mày cũng chịu thừa nhận. Mày đã xuống tay với em gái của tao. Phải, là tao làm đấy. Chị em nhà chúng mày là một lũ đáng chết. Bà ta còn quay sang nói với Ngọ Ngọ đâu? Đánh chết mụ già đó cho tôi. Nhưng ngọ đâu có điên mà chống đối, vội vàng khuyên ngăn. Bà ba, xin bà bình tĩnh, bà đừng nói nữa, bà về nghỉ ngơi đi. Bình bình tĩnh tĩnh cái gì? Mụ ấy muốn giết con của chúng mình kia kìa, thầy không nghe à? Một câu nói này, ai đấy có mặt ở đây đều nghe rất rõ. Thằng ngọ cả người rút lên bần bật, cố gắng lấp liếm. Bà ba, Bà vừa nói cái gì thế? Bà loạn trí à?" Tiếng của ngọ nói rất to, thật vang, khiến cho bà ba hồi thần lại, lướt mắt qua từng người dò xét, run rẩy hỏi lại thằng ngọ. "Tôi Tôi vừa nói cái gì thế?" Phía bên kia bà cả lúc này đáp thay. <laughs> "Hay lắm, tao đã tìm được gian phu của mày. Hai đứa bọn mày, một kẻ tao cũng không tha." Ngọc Hương lúc bây giờ mới vội vàng chen lời. Dạ thưa bà, đứa bé vô tội, xin bà tha cho nó một mạng ạ. À? Bà cả vừa rồi chỉ là một chiêu hăm dọa để dồn bà phúc vào đường cùng, để tìm ra sự thật bị ẩn giấu bao năm nay, chứ bà nào có ác tâm mà giết hại một đứa trẻ vô tội chứ. Tất nhiên bà đồng ý, còn bảo người mang đó đến cửa chùa để sư thầy nuôi dạy, khôn lớn và thiện lương. Về phần cậu Thịnh, từ lúc nghe chính miệng bà ba thú nhận tội ác năm xưa của mình, cậu rơi vào trầm mặc, đôi mắt dần đỏ ngầu vì nỗi oán hận khôn cùng. Bà ta nhẫn tâm giết hại, người mang đẻ đau cậu suốt 9 tháng 10 ngày. Giờ đây còn vì lòng tham mà xé toạc vết thương của những người có công dưỡng dục đến cậu. Cậu đau xót thay cho hai người thân suốt đời của mình và càng căm ghét người đàn bà độc địa kia. Luật lệ giết người đền mạng. Bây giờ chính cậu sẽ phán xử vụ án này, bắt bà ta nhận lãnh một hình phạt tương xứng. Nghĩ vậy, giọng của cậu đành thép vang lên. Người đâu? Lôi hai kẻ phạm nhân và đồng lõa này vào nhà ngục, chở bản quan xét xử. Cậu thịnh có lệnh. Tòng liền đi đến chói gô bà ba và thằng ngọ lại. Hai tay túm lấy cổ áo hai người lôi đi. Bà ba phúc cái nét hùng hăng từ trước tới giờ Tất nhiên là vừa gào vừa mắng chửi Lũ khốn kiếp chúng mày Cái đồ con hoa nghiệp trướng Chúng mày thả tao ra Trả con lại cho tao Tòng không ngờ đường đường là bà lớn trong nhà Quyền quý như vậy Lại ăn nói tanh tuổi Rút chiếc khăn nhét hẳn vào miệng của bà ba Cho bà ta bớt ồn ào Mặc kệ hai kẻ phạm tội Đang ra sức vùng vẫy chống cự Tòng vẫn dễ dàng áp dài đến nhà lao để chờ ngày chính thức thẩm án. Trong sành đường lúc bấy giờ, chỉ còn lại bà cả bà hai cậu Thịnh, Ngọc Hương và Cúc. Bà hai nhất thời không biết phải làm gì với tình cảnh lúc này, mới xin phép cáo lui, trả lại không gian cho hai người thân thích, ngồi lại với nhau. Bà cả nỗi lòng mất mát, ngồi thừ xuống ghế. Cậu Thịnh đứng một bên, rất muốn lên tiếng, nhưng cậu lại chưa quen, gọi một tiếng bác trinh cũng đành im lặng. Thần sắc của cậu vô hồn, môi mím chặt là để nén lại nỗi xót xa đang trào dâng. Hương nhìn cậu như vậy, trái tim của cô bỗng dưng ẩn ẩn cái gì đấy nhói đau. Hương bước đến gần cậu, lần đầu tiên cô đưa bàn tay, chủ động nắm lấy tay của cậu, nói lời an ủi. Cậu đừng nghe bà ba nói bậy, cậu không phải là con hoang, cậu là niềm tự hào của thôn yên đằng, của cả biệt phủ này. Cậu không nhớ, bà lão có nói, thầy của cậu lên kinh ứng thí sẽ trở về đón bu của cậu hay sao? Biết đầu người đó đã trở lại, nhưng chẳng thấy gì huệ nên không chừng đã đi. Cậu Thịnh vẫn không lên tiếng. Hương nhớ ra bà lão vẫn còn ở đây thì liền đi đến mời bà ngồi xuống, hỏi thêm vài điều. Vì sao bà lại biết rành mạch những chuyện này ạ? À? Tôi là bà mụ Đỡ đẻ cho cô Huệ Thương cô ấy che giấu người thân Một mình nuôi con vất vả Nên vợ chồng tôi nhận cô ấy làm con nuôi Không lâu sau Thì cô Huệ Lại đem con thay thế đứa bé yếu mạnh của chị cô ấy Sau đó cô ấy vừa muốn chăm sóc chị Vừa muốn gần gũi con Nên lại xin đến biệt Phủ Thay cây Huệ con nơi nương tựa Tôi cũng yên tâm Rồi vợ chồng tôi có việc phải đi xa một chuyến Không ngờ một lần đi mà đến tận bây giờ mới về Vậy vì sao bà gặp lại bà ba Và có mặt ở đây ngày hôm nay Để nói ra những lời Làm tổn thương cậu Thịnh à Người đàn bà già nua Khóe mắt đã ngấn lệ Giọng nghẹn ngào giải thích Bà ba kia hẹn gặp tôi Còn bảo rằng bà ta là vú nuôi của cậu Tôi nghe vậy thì mừng rỡ lắm Hỏi thăm về cô Huệ Qua một lúc tôi biết cô Huệ đã mất Tôi chỉ buột miệng bảo rằng thật xót xa thay cho người làm vu Mà bà ta đã lần ra dấu vết Sau đó bà ta sai người bắt chồng tôi uy hiếp Tôi mà không nói ra sự thật Là đánh gãy chân ông ấy Tôi bất đắc dĩ lắm Phải nghe theo họ Nhưng bây giờ Bây giờ bọn họ bị bắt đi rồi Không biết chồng tôi Sẽ ra sao đây Bà đừng khóc Cậu là tri huyện ở đây Cậu nhất định sẽ cứu được chồng của bà Nói xong Ngọc Hương đi đến cạnh cậu Thúc giục cậu làm việc Để không phải nghĩ ngợi linh tinh Cậu có chuyện buồn Nhưng với dân thì cậu vẫn là một vị quan tốt Nên cậu hạ lệnh Cho sai nha điều động người đi tìm chồng của bà lão về Cũng may là lúc áp giải bà ba và thằng ngọ Đồng bọn của bà ta trông thấy Cũng vội vàng cuống cuồng Bỏ của chạy lấy người Nên ông lão cũng bình an vô sự Tìm thấy trong một con ngõ nhỏ Cậu xong trách nhiệm Lầm lũi trở về phòng Chẳng nói chẳng rằng Thường ngày đã quen cậu nháo nhào Nào là mỗi ngày Mợ đều phải ngắm chân dung của tôi Để thích tôi nhiều hơn một chút Còn tôi thì không cần Bởi vì trong lòng của tôi Đẩy áp hình ảnh của mợ Rồi còn Bất cứ khi nào mợ cần Tôi sẽ luôn ở đây Câu nói nào của cậu cũng tràn đầy tình cảm Khiến trái tim của Hương thổn thức bồi hồi. Vậy mà cả ngày hôm qua, cậu cứ im lìm ngơ ngẩn, tia mắt đâu còn tinh anh như thường ngày. Hương thực sự không chịu nổi khi nhìn thấy cậu như vậy. Thế là cô gái nhỏ, chủ động xuống bếp, nấu cho cậu một phần chim bồ câu hầm hạt sen với táo đỏ kỳ tử. Những món ăn đắt tiền như vậy, vốn không phải là dành cho tôi. Từ mai, tôi sẽ dọn đến huyện đường để ở vậy mợ có đồng ý theo tôi hay không cậu thịnh sao cậu lại nói như thế hả? À? bà cả không phải là người sinh ra cậu nhưng là người thân ruột thịt của cậu cơ mà cậu không thể cứ như vậy mà đi được nghĩa là mợ không muốn đi cùng tôi tôi hiểu rồi tôi cảm thấy không khỏe cô hương tôi không muốn ăn cháo đâu cô trở về đi buổi đầu cậu quyết ý gọi hương là mợ cô thực sự cảm thấy cậu ngang bướng kỳ quặc, ép người quá đáng. mấy tháng trôi qua, khi cô tiếp nhận được tiếng gọi quen thuộc này, thì bỗng dưng cậu ấy gọi bình bằng hai từ cô hương xa cách. thành âm không còn chiều mến như mọi ngày, điều đó khiến lòng hương cồn cào và khó chịu. tai nghe rồi, nhưng chân cô không tình nguyện bước. lại nghe cậu rục rã. cô đi nhanh đi sau đó cậu xoay lưng lại che giấu nỗi niềm đau khổ của riêng mình thời khắc này có điều gì đó thôi thúc mà hương chẳng nghe lời cậu bước vội đến ôm lấy cậu tôi sẽ đi với cậu cậu ở chỗ nào cậu đưa tôi theo có được không cô hương không cần phải ép buộc bản thân như vậy tôi cũng không cần cô thương hại tôi cậu nói như vậy nơi trái tim của ngọc hương nhoi nhói Cô đưa tay đấm thùm thụp vào lưng của cậu Giọng có chút nghẹn ngào Là ai? Là ai bảo tôi ngắm tranh nhiều một chút Để tôi nhớ mãi không quên chứ Là ai? Là ai nói rằng muốn cùng tôi giả đi Là ai hả? Ai thế? Dù bất cứ chuyện gì xảy ra Cũng đều bảo vệ và che chở cho tôi Vậy mà chưa chi Cậu nuốt lời Cậu đúng là vô lương tâm Cậu tuyên bố với hết thầy mọi người Tôi là vợ của cậu xong cậu lại chối bỏ tôi tôi còn mặt mũi nào mà nhìn ai chứ nước mắt của hương lúc này từng giọt từng giọt rơi xuống thấm cả một mảng lưng của cậu Dưới hương mặc kệ tất cả ôm chặt lấy cậu vẫn còn nấc nghẹn từng hồi qua một lúc không kiềm chế được cậu xoay người lấy ra chiếc khăn hoa sen hôm nọ mà hương dùng tạm để băng bó vết thương lúc này cậu lau khô hai hàng lệ trên gương mặt ửng hồng Dỗ dành Ngọc Hương. Tôi sai rồi, tôi không nên làm mợ khóc, mợ buồn, mợ tha lỗi cho tôi nhé." Nói xong, cậu đặt một chiếc hôn lên vầng trán trơn bóng mịn màng của Ngọc Hương, thay cho lời xin lỗi chân thành. "Tôi tha cho cậu, với điều kiện, cậu không được lạnh lùng, gọi tôi như khi nãy." "Tôi biết rồi, tôi hứa." "Cậu mà tái phạm, cậu chết với tôi đấy." Hương còng còng cánh môi nói lời đe dọa. Cậu thịnh đương lúc còn đang lau khô nước mắt cho người thương thì tầm mắt rơi xuống, nụ hàm tiếu hồng hồng căng mọng. Trong vô thức, cậu hạ cánh môi của mình xuống. Cậu vươn lưỡi nhá nhẹ, cảm nhận vị ngọt ngào từ từ thấm vào cơ thể, khiến cho cậu càng mê càng say. Hai tay của cậu vòng qua người hương càng siết chặt, nhưng cũng thật là dịu dàng. Cảm giác này vô cùng lạ lẫm. Hương ngơ ngẩn mất một lúc. Sau đó bên tai lại vang lên thanh âm trầm ấm của cậu tôi thương mợ rất rất nhiều thề mợ có thương tôi nhiều chưa tôi không biết không sao cả mợ có cả đời để buôn đắp tình cảm với tôi còn tôi tôi thương mợ cả đời này không đủ tiếng thương mà một ý nghĩa thật là diệu kỳ khiến cho lòng hương tràn ngập nỗi hân hoan dường như đây là lần đầu tiên hương cảm nhận được niềm hạnh phúc khi sống trong biệt phủ nhưng khoảnh khắc này cô ngài vui còn có cả sự thẹn thùng chỉ đáp lại một tiếng vâng rất nhẹ nhàng rồi mặc cho cậu tiếp tục ôm cô họ hoàn toàn không biết ở bên ngoài có một ánh mắt sắc bén đang bắn về phía của ngọc hương nghiến răng nghiến lợi thầm chửi thề cho cô đắc ý thêm một chút đi rồi đến lúc cô phải trả một cái giá thật đắt sau đó vụ án của bà ba bị đem ra xét xử Nhân chứng vật chứng có đủ Bà Phúc bị phán quyết tội chết Còn thằng Ngọ cấu kết mưu đồ hại người Nhưng còn chưa đến mức mất mạng Nên tri huyện chiếu theo tính chất nặng nhẹ Mà phán cho hắn 10 năm tù khổ sai Kết cục của họ đúng với cái câu Gieo nhân nào gặp quả đó Mọi chuyện khép lại Ngày hôm sau cậu xin nghỉ phép một ngày Để lên chùa bái tế bu huệ của cậu Ngọc Hương cũng ngỏ lời muốn đi cùng. Lúc lên xe ngựa, cậu lại trông thấy bà cả. Những ngày qua bà ủ rũ, bây giờ khí sắc có phần tốt hơn một chút. Bà nhẹ nhàng nói: "Dù sao, ta cũng mãi là bu của con. Ta sẽ thay cây huệ yêu thương lo lắng cho con đến hết cuộc đời này." "Con cảm ơn, cảm ơn bu rất nhiều." "Thôi được rồi, chúng ta đi cúng bái bu huệ của con." nha, nhanh lên cho kịp giờ. Dạ vâng. Thế là ba người vào cùng cỗ xe ngựa khởi hành lên chùa. Bà cả thấy đôi trẻ tình cảm dần tốt hơn, lên tiếng động viên. Hai của cậu cố chờ xong ba năm, dù sao người bên ngoài chỉ biết cậu là con ông Mão, với cả ông ấy cũng có công dưỡng dục. Nên bây giờ cậu cũng nên giữ hiếu là chuyện thường tình có đúng không nào? Dạ vâng con nghe bù. Cũng trong thời điểm này Một người đàn ông trung tuổi nhưng khí chất hơn người Cũng vừa nhận được một tin báo đầy hy vọng Từ cấp dưới của ông ta Ông đã tìm kiếm trong vô vọng Hơn 15 năm trời Cứ tưởng rằng kiếp này thực sự bỏ lỡ Không ngờ ông trời Cũng rủ lòng thương Mấy mười năm trước Ông là một sĩ tử khăn gói lên kinh đô Tham gia kỳ điện tuyển Khi đi có lời thề ước với người thương Là ngày sum họp sẽ công thành danh toại rồi một là một cỗ to cưới vợ về hy vọng rất nhiều nhưng giữa đường đi ông bị trúng phong ốm nặng một trận đến lúc bình phục thì ngày điện tuyển cũng qua mất rồi bỏ lỡ một lần này ông phải đợi mãi đến ba năm sau quả nhiên lần thi tiếp theo ông đỗ bằng nhãn xếp vị trí thứ hai áo gấm về làng với niềm háo hức vô tận vậy mà lúc chạy đến tìm cô gái ấy thì người không còn ở đây có chiếc quan trong tay ông cũng dễ dàng tìm được tung tích của Huệ. Nghe đầu cô trở thành con nuôi của một đôi vợ chồng tốt bụng nào đó. Chờ chiều thay thời điểm ông tìm được đến nơi, vợ chồng nhà nọ đã đi làm ăn xa, chả biết khi nào mới trở về. Mà một lần rời nhà này, không ngờ lại lâu đến như vậy. Mỗi năm ông đều cho người tìm đến hỏi xem vợ chồng nọ đã quay lại chưa, nhưng đều không có biến chuyển. Năm nay ông vẫn nuôi hy vọng thì hai tin nhà nọ cũng vừa mới quay về. Thế là ông tức tốc cùng với cấp dưới khởi hành một chuyến, gặp hai người họ. Người đàn ông đó chính là tà thị lang bộ cô, Trương Thừa Phúc. Lúc ông Phúc tìm đến nhà hỏi thăm tin tức về Huệ, vừa gặp ông bà, lão nhận ra ngay. Bà cứ tưởng cậu Thịnh vốn là giống bu thôi, ngờ đâu khi nhìn thấy người này thì phải gọi là giống y như tạc Bà lão hỏi qua nguyên nhân ông Phúc đi biển biệt để kế huệ một mình khổ sở trăm đường trải qua 9 tháng 10 ngày thai nghén sinh con. Thời khắc ấy, ông mới biết những năm tháng qua ông không chỉ bỏ lỡ một mối tình sâu đậm mà còn bỏ lỡ tình phụ tử thiêng liêng nhất. Qua đỗi xúc động, ông Phúc thúc giục bà lão nói cho ông biết Huệ bây giờ đang ở đâu. Trái ngang thay, người mà ông yêu nhất dành những năm tháng trai trẻ để tìm kiếm Ta vĩnh viễn không còn. Ông ngã quỷ xuống đất, liên tục đấm vào ngực của mình. Huệ ơi, tôi xin lỗi. Vì tôi mà bu nó phải khổ. Vì tôi không ở bên bảo vệ, nên bu mới sớm ra đi. Tôi sai rồi. Tôi thật sự sai rồi. Bà lão thấy người đàn ông thương vợ đang rơi vào bi lụy, càng xót xa thương cảm cho họ vì duyên mỏng như tơ Như số trời đã định rồi, bà chỉ có thể khuyên ông Phúc cố gắng chấn định tinh thần, dùng thời gian còn lại để bù đắp tình cảm cho đứa con của ông ấy với huệ. nhờ bà lão nhắc, ông mới kìm nén nỗi chua xót, lau khô giọt nước mắt đắng, xin bà nói ra danh tính con của mình. ông lại càng không ngờ hạt mầm tình yêu của mình bao nhiêu năm qua lại chính là tân khoa trạng nguyên năm nay, thiếu niên tài tuấn lâm vĩnh thịnh. không thể chờ đợi một thời một khắc, quan thị lang thừa phúc vội vàng lên cỗ xe ngựa, thẳng tiến về biệt phủ Lâm gia. Lúc này vừa hay bà cả cậu Thịnh, Ngọc Hương cũng về tới phủ. Quan thị làng bộ công ở kinh đô có giao tình với quan trạng vì sao lại đến phủ, ai cũng đều thắc mắc, chỉ có Ngọc Hương bước ra tươi cười, lễ phép chào hỏi. "Thưa đại nhân, gặp đại nhân ở đây rồi, chẳng hay ngài đến đây có việc gì, hay là ngài đi cùng với cậu Thành, có đúng không ạ?" À? Cậu Thịnh nghe mợ hương nhắc đến cậu Thành Mà vị tả thị lang này Với mình hoàn toàn chả có giao tình gì Nên dâng lên nỗi hoài nghi Lẽ nào người kia muốn hỏi cưới mợ hương Nên muốn dùng cường quyền để ép buộc Trong lòng của cậu lúc này Là cả một bể giấm chua nồng nặc Cơn bực dọc tràn hết ra bên ngoài Rồi chẳng cần biết người đàn ông trung tuổi kia Có vị thế ra sao Cậu đứng ra Chắn trước mặt của Hương dạ chẳng hay đại nhân đến tệ xá này có việc gì không ạ à? nói năng lễ phép nhưng mà sắc mặt của cậu không hề tốt trong khi đó ông phúc được nhìn rõ mặt cậu thì nỗi xúc động càng trào dâng giống giống lắm đôi mắt như biết nói này rất giống nàng huệ nhà ông con trai của ông lớn thế này rồi sao mà mười mấy năm qua ông lại không hề biết đến sự tồn tại của nó cổ họng của ông ứ nghẹn tạm thời chưa nói được thành lời. Cậu Thịnh nhìn như vậy thì suốt ruột, tiếp tục hỏi tiếp. Có phải là cậu Thành, nhờ ngài đến đây hay không ạ? À? Cậu cũng quen cậu Thành sao? Quả nhiên, quả nhiên là vị cậu Thành mà đến. Mợ Hương là người mà nhận định suốt đời, suốt kiếp, không ai có thể được phép cướp đoạt. Vậy nên, cậu cũng không để bất cứ ai mà làm cho cậu khiếp sợ. Thế là cậu mở lời, Muốn nói rõ một phen với vị quan này Ấy ấy Là tôi tự đến Tôi đến để nói chuyện với cậu Cậu Thịnh bây giờ lòng như lửa đốt Ông ta tự đến Tức là vô cùng vừa ý với mợ hương nhà mình Nói chuyện với cậu sao Ngài cái bắt chuyện với cậu Là bắt cậu nhường vợ ra Thì còn cái gì để nói chứ Nghĩ vậy Cậu thẳng thắn đáp lại ngay Dù cho ngài muốn nói gì với tôi Câu trả lời của tôi chỉ có một thôi. Tôi không đồng ý. Bốn từ tôi không đồng ý của cậu. Tựa như mũi dao đâm thẳng vào trái tim đầy hy vọng của người đàn ông đó. Ông đã mất đi bù huệ rồi. Chỉ còn hạt mầm tình yêu này nữa thôi mà nó lại hận ông, không chấp nhận ông sao. Khỏe mất của ông lúc này cay xè, cổ họng thì nghẹn đắng. Vì sao? Vì đó là người mà tôi yêu nhất. Cậu hận tôi lắm. Có đúng không? Tôi sẽ hận người nào? Khiến cho tôi không thể nào ở gần người tôi yêu thương. Ông Phúc lúc bấy giờ không còn chịu đựng được. Thần thái nghiêm nghị cao quý, từ chất hơn người cũng không còn. Chỉ còn là một người thầy đang hèn mọn cầu xin sự tha thứ của con trai. Là thầy có lỗi với hai bu con. Là thầy chưa làm tròn trách nhiệm với cậu ngày nào. Cậu hận thầy, cũng phải. Thầy xin lỗi. Thầy xin lỗi rất nhiều. Cậu có thể tha thứ cho thầy được không? Ờ đại nhân, ngài đang nói cái gì thế? Tôi nghe không hiểu. Cậu đừng như vậy mà, cậu đừng chối bỏ thầy. Thầy cũng là vô tình không biết, nhưng mà thầy, thầy nhất định dành cả đời này để bù đắp lại cho cậu. Cậu cho thầy cơ hội đó có được không? Tôi quả thật là không hiểu ngài đang nói cái gì. Nếu cậu còn chưa Nhìn ra thành ý của thầy Thầy sẽ đi tìm Đến mộ phần của mu Huệ Dập đầu xin bà ấy tha thứ Trước vòng linh bà ấy Thầy xin thề cả cuộc đời này Không cưới vợ Chỉ ở bên cạnh Chăm sóc cậu, yêu thương cậu Bù đắp lại thiếu sót của những năm tháng qua Có được không cậu? Hai tiếng bù huệ Khiến cho cậu hiểu ra vấn đề Rồi những lời sau đó càng làm rõ mối quan hệ của người này với cậu. Ông ấy, ông ấy là thầy đẻ của cậu ư. Ông ấy là người khiến Bu Huệ một mình sinh con vất vả, rồi ngậm đắng nuốt cay, dùng thân phận gì ở bên cậu. Sao lại thoái thác vì lòng dạ độc ác của bà ba hay sao? Bà lão kia từng nói, ông ta liền kinh ứng thí, hiện tại quan vị cũng cao như vậy. Chứng tỏ năm đó ông ta đỗ đạt. Vì sao không quay về mà rước Bu Huệ chứ? Bao nhiêu câu hỏi xoay chuyển trong đầu Hóa thành nỗi phẫn uất Thay cho bu huệ của cậu Ánh mắt của cậu không thân thiện Bắn về phía ông Phúc chất vấn Ông Đỗ Đạt Vinh Hiền Ông chả nhớ gì đến bu huệ của tôi Có phải ông thấy bu huệ không còn xứng đáng với ông không Ông đi cưới vợ mới Có phải không Nếu vậy Ông đừng bao giờ xuất hiện Thế mà bây giờ Ông còn ở đây Để làm cái gì Thầy không có Thầy không có cưới vợ nào hết Suốt đời thầy Chỉ yêu duy nhất một người Đó chính là mu huệ của cậu Ông yêu mu huệ của tôi Thế mà ông lại không đi tìm bu ấy Ông một mình hưởng thụ vinh hoa phú quý Trong khi bu tôi khổ sở Bị người ta hãm hại mà chết Bao nhiêu năm qua bu ấy không thể nào siêu thoát được Ông yêu Ông yêu mà như vậy à Những lời cậu thịnh nói Càng khiến cho ông đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm bù huệ của ông bị người ta hãm hại mà chết ư bù huệ khi còn sống đã cực khổ chăm bề ông sai rồi ông sai khi không quay về và nhắn nhủ một lời cho bu nó biết rằng ông không bội bạc đến bây giờ con không nhìn vợ chẳng còn cuộc đời ông còn ý nghĩa gì chứ nỗi nghẹn ngào đáng chát thấu tâm can khiến cho ông quỵ ngã tôi thật vô dụng tôi thật là vô dụng không thể bảo vệ được bu nó tôi sai rồi sáng vẻ của ông phúc vô cùng chật vật và đáng thương lọt vào mắt của cậu có chút rung động nhưng cậu không biết làm thế nào ngay lúc đó một thân ảnh nhỏ nhắn chạy đến đỡ ông phúc dậy trấn an thưa đại nhân ngài đừng quá xúc động ngài ngồi xuống đây nói rõ cho con biết mọi chuyện có được hay không ạ à? Ông gật đầu cố gắng nuốt cơn đau xót Kể lại mọi chuyện một lần nữa Hóa ra không phải như cậu nghĩ Là ông chê bai bu huệ Đi tìm duyên mới Hóa ra ông bị ốm Không thể tham gia khoa cử năm ấy Cái sai duy nhất của ông Là không biết truyền lời Cứ nhất định phải quay về khi bàng vàng đề danh Mà thời gian ấy Bu huệ vì hoàn cảnh trái ngang Đâu thể nào đợi ông ba năm được chứ Sự thật sáng tỏ Ngọc Hương đến bên cạnh và khuyên cậu Cậu Thịnh à Tình phụ tử thiêng liêng Đáng quý lắm Như tôi đây này Tôi khao khát có được thầy Mà có được đâu Tình của cậu Làm sao mà có thể vứt bỏ được Thầy thực lòng muốn bên cạnh chuộc lỗi Trong khi cái lỗi của ông ấy Cũng không quá lớn Thôi cậu cho ông ấy Một cơ hội nhé Mợ Hương tôi Tiếng cậu sừng hồ với cô bé này khiến ông ngỡ ngàng. Thì ra cậu thành lập ra thất rồi sao? Thì ra người con gái xinh đẹp thông minh này là con dâu của ông. Sắp tới, ông sẽ còn được lên chức ông nội. Nghĩ mà vui. Cậu Thịnh, tôi biết là người rất hiểu. Lẽ phải, có đúng không nào? Cậu đừng có khiến tôi thất vọng. Ông ấy là một vị quan thanh liêm mẫu mực mà tôi từng biết. Chính ông ấy đã cứu tôi Thoát khỏi âm mưu tàn độc Của con sen đấy Chuyện này Chuyện này là sao Sen câu kết với một tên tham quan Xài mấy tên ăn mày muốn làm nhục tôi Khi ấy cũng may cậu Thành đến kịp Còn vị đại nhân này Đã vạch trần tin tham quan Khiến cho tôi bình yên đấy Nên cậu đừng có trách thầy Có thật không Thật mà Nên cậu ấy có thương tôi Thương tôi ấy, thì phải chịu ơn cả ông ấy chứ. Mồm mép của Ngọc Hương lúc này vô cùng linh hoạt. Ông Phúc ban nãy còn buồn não cả ruột. Bây giờ nghe cô bé này nói mà không nhịn được cười. Cái lý luận gì thế kia? Nhưng mà ông nghe xong rất thích. Xem ra ông nhất định phải lấy lòng con bé này. Còn giàu à? Con với cậu cưới nhau lúc nào thế? Dạ chưa đâu thưa ngài. Cậu ấy còn vướng. À, tang của thầy nên chưa cưới con được. Chờ cậu ấy mãn tang Thì mới tính đến mấy chuyện đó à Thế sao đã gọi là mợ Là cậu ấy ngang tàn thế đấy thưa ngài Cậu ấy bảo sau này sẽ cưới Nên cậu ấy nhất định Muốn gọi con trước như vậy Ông Phúc bật cười sảng khoái Đây là nụ cười hiếm hoi Từ lúc ông bước vào biệt phủ Ông thầm nghĩ Quả nhiên là máu mổ nhà mình Khi xưa mình cũng như vậy với bu huệ đó thôi Rồi ông dặn dò Ngọc Hương không cần gọi ta là ngài con có thể gọi ta là bác hay là thầy theo như quan hệ với cậu cũng được sau này là người một nhà đừng nên xa cách như vậy nhưng mà không nhưng gì hết mà gọi thầy đi ta sẽ vui hơn dạ dạ bác với cậu thì hương đã quen nhưng với vị đại nhân kia cô quả thật không dám lỗ mãn kéo gần quan hệ chuyện nào sẽ đến thì đến thôi mà lúc này bô trinh đã được nghe con cúc thuật lại mọi chuyện bà liền tìm tới nhìn thử người đàn ông trong đời của cái huệ rốt cuộc là người như thế nào vừa gặp mặt cái nét phúc hậu của người đó khiến cho bà có thiện cảm ngay ông ấy là một người thầy tốt đấy cậu cậu nhận lại ông ấy đi bưu nhìn người không sai đâu ngọc hương lúc này cũng thêm nếm đấy cậu nghe không Bà cả cũng nói như vậy rồi Mà cậu cứ còn cố chấp Cậu hư thần lắm Hiện tại đối với cậu Thịnh Hương không còn e rẻ như trước Cứ nghĩ cái gì là nói cái đó ngay Còn cậu cũng nhìn ra sự chân thành của ông Phúc Lại có hai người mình yêu thương nói hộ Cậu đành gật đầu đáp Dạ vâng Thưa bu Ông Phúc cũng không quá hy vọng Cậu Thịnh sẽ chấp nhận mình ngay Nhưng với kết quả này ông mừng muốn rơi nước mắt. Cảm giác còn tuyệt diệu hơn năm đó, ông đậu khoa cử bảng nhãn rất nhiều. Ôi chào ơi, đúng là trời còn thương ông lắm, mời bàn cho ông đứa con tài giỏi như vậy. Bản thân ông chỉ đỗ thứ hai thôi, vậy mà con của ông lại xếp thứ nhất. Ông vui sướng, chạy tới nắm chặt lấy tay của cậu, chưa dám manh động ôm lấy cậu. Lúc này có một chất giọng pha lẫn hạnh phúc. Thầy cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm phụ tử đoàn tụ ấm áp bà cà còn chú đáo sai gia nô chuẩn bị một bàn tiệc một nhà bốn người bao gồm thầy phúc bà cà cậu thịnh và ngọc hương quây quần ăn uống trò chuyện vui vẻ duy chỉ có bà hai là chưa vào đến phòng đã cảm thấy khỏe sau đó xin phép trở về họ cứ ăn ăn uống uống bà cà càng hỏi sâu càng thấy ông phúc thật là trung tình trả bù với thầy mão nhà bà đề tài truyền dần sang tương lai của cậu. Lúc bấy giờ, bố Trình mới e rè đề nghị. Tôi biết các người đã nhận nhau, theo ý là cậu ấy là phải theo ông về, nhưng xưa này tôi nghĩ cậu là con đẻ của tôi, bây giờ cậu không ở đây, tôi không chấp nhận được đâu. Ông có thể nào thư thư thời gian cho cậu ở bên tôi thêm vài năm không? Ở à, tôi thật khó mà đồng ý vì đây là điều ông vô cùng mong chờ nhưng nếu như từ chối thì quả thật tội nghiệp cho bà trinh hai bề đều khó ông phúc chẳng biết liệu làm sao cuối cùng ông giao quyền lựa chọn cho cậu thầy tôn trọng quyết định của cậu dạ thưa thầy con muốn báo hiếu cho bu vì công ơn dưỡng dục bao năm nay vì vậy con xin phép ở lại đây thêm vài năm mà Ông Phúc nghe xong thoáng thất vọng Nhưng lời nói ra không thể nào nuốt lời Cậu muốn thế nào Ông sẽ chiều theo như vậy Được như ý nguyện Bà cả lúc này cũng vô cùng hài lòng và vui vẻ Mọi người ăn uống no say xong Ông Phúc lên xe ngựa về nhà Hẹn khi khác lại thường xuyên ghé qua thăm cậu Đêm đó trong giấc ngủ chập chờn Ông nhìn thấy bu Huệ Bù ấy với tà áo tứ thân Và mấn màu trắng Thành thoát tựa như tiên dáng trần, Bụi ấy xuất hiện, cười sáng rỡ, bước đến trước mặt ông, một nụ cười mãn nguyện. Thầy con ông đã đoàn tụ với nhau, tôi có thể an lòng mà ra đi, mong thầy gìn giữ sức khỏe và bảo vệ con trai của chúng ta. Chào thầy, tôi đi. Buổi sáng nay, sau bao phèn sóng gió, biệt phủ lâm ra mọi người vui như có cỗ vậy. Ai ai cũng biết quan trạng ra thế không hề tầm thường, là con của tả thị lang bộ công, còn là không sai do hoàng thượng sai phái, để thị sát dân tình. Bà hai nghe ngóng tin tức kia, cũng vui lắm, đến chúc mừng cho Ngọc Hương sắp làm dâu nhà quyền quý. Hương lúc này bình đạm lắm, đưa một ngón tay thấm nước bọt để lật sách tìm đến trang, có món canh hầm, mới lạ. Thử hỏi qua ý kiến của bà hai. Bà chỉ cười trêu Sắp làm vợ người ta rồi Nên đảm đang hơn hẳn Cô Hương nhỉ Qua một lát buôn dưa lê hết chuyện Bà hai mới đứng dậy bước về phòng Ra tới cửa Như chợt nhớ ra chuyện gì Bà dừng bước ngoái đầu lại nói À mấy hôm nay tôi đang chép kinh Chú Đại Bi để cầu phúc Trước có chép một bộ đem tặng người thân Thay đúng thật là hiệu nghiệm Nên lại chép thêm nhiều bộ tặng cho mọi người Lan tỏa phúc đức muôn nơi Để hôm nào tôi tặng cho cô một bộ nhé Dạ vâng Thế thì quý hóa quá à Nói xong bà hai lại nhấc bước chân đi Gương mặt hiền lành Từ ái của bà trước nay vẫn thế Chứa đựng sự quan tâm và cảm thông Thấu hiểu khiến người ta Dễ có thiện cảm Bà đi rồi Ngọc Hương lại chuyên tâm đọc sách Đầu phát hiện ở phía bên ngoài Có một sóng mắt hung hăng Bắn về phía của mình đừng mong có cuộc sống hạnh phúc khi tôi đang phải đau đớn thế này không bao giờ trong đầu người ấy những toan tính bắt đầu xuất hiện thể bắt kẻ khiến mình đau khổ không bao giờ có được bình yên thoáng chốc mà một tháng đã trôi qua kể từ ngày ông Phúc nhận lại quan trạng trong thời gian này cứ cách 2-3 ngày là ông lại tìm tới muốn từ từ vun đắp tình cảm trong lòng đứa con trai yêu quý của mình cũng nhờ có Ngọc Hương nói thêm vào Thái độ của cậu Thịnh với ông Cũng cải thiện được không ít Nhưng đôi lúc Ngọc Hương nhắc đến cậu Thành Phản ứng của cậu Thịnh Liền có chút gì đó không tốt Người trải đời như ông Phúc Liền nhận ra rằng cậu ấy đang ghen Để lập công Chiếm thiên thiện cảm từ con trai Ông Phúc tâm sự với cậu Thịnh Lần trước Thành nó xin thầy Giúp cho nó vào quân danh Để rèn luyện bản thân Sang năm thì võ trạng nguyên có công danh để thành lập gia thất thầy ủng hộ nó nhưng nếu người nó chọn là con dâu tương lai của thầy thì không được cho nên cậu cứ yên tâm thầy giúp cậu trông chừng thằng thành thầy thầy nói thật chứ ạ à? tất nhiên là thật rồi đời thầy hy sinh cho cậu còn được chứ chuyện này chuyện nhỏ lời thật tâm này bất giác khiến cậu thịnh cảm động lời nói có phần tình cảm hơn thầy cũng nên giữ sức khỏe nếu thầy thấy cô đơn, thầy cứ kiếm lấy một người bầu bạn lúc tuổi già. còn, con không nghĩ ngợi gì đâu ạ. À. thầy không có cảm giác gì với người khác đâu. trong tim của thầy chỉ có duy nhất bu Huệ của cậu thôi. nói xong ánh mắt của ông phúc buồn buồn, cậu sợ chàm vào nỗi đau của thầy phúc, cố tình nói lảng sang chuyện khác. qua tháng là tới sinh thần của con, đáng ra con không muốn tổ chức rình giang làm gì nhưng mà mợ hương bảo muốn biệt phủ có không khí vui vẻ sau những ngày phiền não vừa qua nên con muốn Là một bữa tiệc thân mật mời bu và em của mợ đến hôm đó thầy không bận thì thầy đến vui cùng con được thầy nhất định phải đến chứ cậu thích cái gì nào chỉ cần là thứ cậu muốn thầy có trả bất cứ giá nào thầy cũng không tiếc tấm lòng của thầy là được rồi ạ à. con không cần gì nữa đâu Bản tính đầu đó ổn thỏa Chẳng mấy chốc mà sinh thần quan trạng đã đến Trước đó đám gia nô đã trộm đầu tỉ mỉ Cắt dán những chiếc đèn lồng tinh xảo Chỉ chờ đến đúng ngày là treo lên Giữa lúc mọi người hào hứng chuẩn bị Có một người nhếch môi, cười mỉa Sắp chết đến nơi rồi mà còn không biết Cứ kỳ công chuẩn bị đi Hôm nay treo đèn lồng đỏ Ngày mai đổi bằng đèn lồng màu trắng Như vậy cũng thật là vui Thầm cười nhạo xong Người đó quay về thần thái như thường ngày Cùng với mọi người góp một tay Giúp bữa tiệc mừng dành cho cậu Chu toàn nhất Cả ngày ai nấy đều rất bận rộn Buổi chiều nhìn thành quả trang trí đẹp mắt Người nào người nấy vô cùng chờ mong Nhân vật chính hôm nay khoác trên người bộ áo dài khăn đóng màu đỏ sẫm Trông cậu thật là tuấn tú Trước kia cậu lạnh lùng ít cười Từ dạo có Ngọc Hương bên cạnh Thần sắc của cậu có nhiều thay đổi khiến các cô gái chết mê chết mệt nhiều hơn cậu lướt qua đám gia nô đón bu hậu với em hiền vào cửa không ngờ lúc này thầy phúc cũng đến khách quý của cậu đều đến hết buổi tiệc chính thức bắt đầu các vị chủ nhân và khách ngồi vào bàn trịnh trọng gia nô phân chia nhau thời gian hầu hạ người chưa tới phiên thì ngồi vào ăn trước lát sau sẽ thay thế cho nhau trong bữa tiệc vẫn là bà hai trước nay luôn yêu quý Ngọc Hương, gắp cho cô những món ngon nhất, nào tôm cá, nào mực xào súp lơ. Bà bảo Hương phải dáng tầm bồ nhiều vào để sắp tới trở thành cô dâu xinh đẹp. Người ta có lòng thì Ngọc Hương có giả, ăn uống rất nhiệt tình. Đường lúc bàn tiệc vui vầy bởi bài thơ chúc mừng của thầy Phúc dành cho cậu Thịnh, Ngọc Hương bất chợt trao đảo, sau đó ngất lịm đi. Cậu Thịnh trông thấy phát hoàng, liền ba chân bốn cẳng bế người thương về phòng của mình rồi cho người lập tức mời thầy lang giỏi nhất đến xem thử rất nhanh thầy lang đến nơi khi trần mạch tượng xong hàng lông mày của ông ta nhíu lại qua một lát ông mở miệng kết luận cô gái này bị chúng độc thạch tín e rằng lành ít giữ nhiều mọi người nên sẵn sàng tâm lý đi thôi Lời nói này của thầy lang như xét đánh giữa trời quang Khiến cho cậu thịnh kinh hồn bạt vía mà hét lên Ông nói cái gì? Ông đừng có nói bậy Tôi không nói sai Hiện tại tôi ở đây Tôi sẽ cố gắng hết sức để duy trì mạng sống của cô ấy Được lúc nào thì hai lúc đấy Các vị tranh thủ Còn chuyện gì chưa nói Cứ nói hết ra đi Bù hậu nghe vậy không chịu được Nước mắt thì nhau rơi như mưa Thằng Hiền cũng liên tục lắc đầu gào to phủ định. Ai nấy đều không tin vào lời phán của thầy Lang. Còn cậu Thịnh, cậu điên cuồng. Cô ấy làm sao mà chúng độc chứ? Ông lập tức đi thử đọc hết những món ăn trong ngày hôm nay cho tôi. Nhận lệnh quan trạng, thầy Lang lấy ra chiếc kim bạc thử đọc tất cả những món còn ở trong bàn tiệc. Tất nhiên ông không tìm thấy gì cả, bởi vì thực sự món ăn có độc thì toàn bộ những người trung bàn đều bị trúng độc cả rồi bất lực trước tình cảnh hiện tại cậu thịnh chạy đến ôm ngọc hương vào trong lòng nước mắt của cậu tôn rơi mợ mợ có nghe tôi nói không mợ bảo mợ cho tôi cơ hội chăm sóc mợ cả đời cơ mà thì bây giờ mợ lại muốn nuốt lời à mợ ơi mợ tỉnh dậy đi người trước mặt vẫn im lìm chỉ có tiếng của cậu không ngừng nỉ non thầy phúc đứng một bên gương mặt nỗi bão bàn tay co chặt lại thành nắm đấm bù hậu lúc này đã quá xúc động không thể nào chịu đựng được mà ngất đi cô hiển lúc này diều bu đi nằm còn bà trinh chưa hết bàng hoàng sau ngày vui lại biến thành ngày buồn thế này chứ cậu thịnh cậu cứ bình tĩnh để cho thầy lang tìm cách cậu như vậy là bất tiện cho việc chữa trị Nghe bố Trình nói như vậy Cậu Thịnh nép sang một bên Nhường chỗ cho thầy lang Đôi mắt ướt nhòe Chưa từng rời khỏi hình bóng thân thương đó Bà hai cũng rơi vào cơn quẫn trí Xin phép về phòng đọc bài chú Đại Bi Để cầu xin cho Ngọc Hương tai quan nạn khỏi Chỉ có thằng đầu Là vui sướng hả hê Khi có người gặp họa Đáng kiếp Cái đồ đàn bà thâm hiểm Mày dám trước mặt mọi người bôi nhọ em sen để lấy lòng ông Phúc à? Mày dựng lên âm mưu khiến sen của tao bị đầy đọa. Được, tao sẽ cho mày biết thế nào là cái chết. Trong nụ cười của hắn ta, nhiễm mấy phần đắng cay và nỗi nhớ. Không biết em sen bây giờ ở phương nào, giá như em sen ở đây để chứng kiến cảnh này. Thấy người hại em nhận lãnh cái giá thật đắt thì vui biết mấy. Nỗi nhớ dâng trào Hắn thấy tim mình nhất bút Chỉ muốn tìm chút men rượu Giúp cho mình tạm lãng quên Vậy là mặc kệ đau đớn Hắn ta cứ như vậy quay về phòng Với một chum rượu Liên tục rót rồi uống cạn Đến lúc say bí tỉ Trong lúc này Một người đàn ông với thần thái uy nghiêm Sóng mắt đen đặc Phẫn nộ bước vào gian phòng gầm lên Vì sao? lại làm như thế ý ông là gì còn cái gì tôi hỏi bà tại sao bà hãm hại ngọc hương ông bị mất trí rồi à tôi đang chép kinh cho con bé tôi thương nó còn không hết sao ông nói tôi là người hại nó được bà còn trôi thế đây là cái gì vừa nói ông phúc vừa cầm một cuốn sách quăng thẳng vào mặt của bà cuốn sách rơi xuống bà cúi nhặt rồi lật ra chìa trước mặt ông đây là kinh chú đại bi vậy thì làm sao thầy lang đã phát hiện trong cuốn sách này mỗi trang đều được tẩm thạch tín lên đó bà còn không chịu thừa nhận sao tôi không biết ông đang nói cái gì với cả ông có cái gì chứng minh cuốn sách này là của tôi mà dù là của tôi thì cũng không thể nào vu an cho tôi là người hại cô hương được ông nói thử xem tôi hại bằng cách nào tôi không ngại chạm vào cuốn sổ này trước mặt của ông ông muốn định tội tôi thế nào? ông phải có bằng chứng thuyết phục chứ. được. vậy thì bà chạm tay vào cuốn sách này đi. bây giờ bà dùng một ngón tay thấm vào miệng của bà đi. ông ông tại sao tôi phải làm thế? bà sợ chúng độc chứ gì? tôi tôi không có. muốn tôi tin thì bà làm đi. qua chốc lát ngập ngừng, bà hai quyết tâm chứng minh mình không liên quan đưa một ngón trỏ lên chạm vào lưỡi. Chờ một lúc không có triệu chứng trúng độc nào, bà ta lại càng lên giọng. Ông nhìn thấy chưa? Tôi chả bị làm sao cả. Ông nên rút lại lời nói vừa rồi đi. Trả lại sự trong sạch cho tôi. Được. Vậy bà đừng trách tôi không niệm tình. Dùng hình phạt để bắt bà phải khai ra sự thật. Ông dám. Còn dâu của tôi chết rồi. Con trai của tôi hóa điên. Tôi còn gì mà không dám bà là người tặng kinh bà chính là kẻ tình nghi lớn nhất tôi không tin hình cũ không thể nào khiến cho bà nói ra tất cả bà hai biết bây giờ không thể nào chối quanh co được biểu cảm của bà không còn rụt rè nữa phát điên rồi sao tốt lắm vô cùng tốt vậy là chính miệng bà thừa nhận nó đáng bị như vậy tôi muốn nó sống không bằng chết đau khổ suốt cuộc đời này Ông Phúc thực sự nổi cơn thịnh nộ. Lần đầu tiên ông không kiềm chế được bản thân, vùng tay tát một người đàn bà. Đồ độc phụ! Bà đã làm gì Ngọc Hương? Con trai của tôi có tội tình gì? Tội của nó chính là chui ra từ trong bụng con đàn bà khốn kiếp kia. Nghe bà hai chửi mắng người thương suốt đời, ông Phúc càng bùng phát, quăng thêm mấy cái tát. Bà hai cũng chẳng màng đau đớn, nàng nói càng hay. Chúng nó có ngày hôm nay Là bởi vì ông mà ra đấy Tại tôi Đúng Thời thanh mai trúc mã Khi con đàn bà ấy chưa xuất hiện Ông lúc nào cũng bảo vệ chăm sóc cho tôi Tôi đã hạnh phúc biết nhường nào Nhưng rồi chính ả ta đã cướp đi tất cả Nhìn ông yêu thương lo lắng cho nó Ông có biết rằng Tôi đau khổ đến mức nào không Tôi chỉ xem bà như em gái của tôi đó không phải là tình yêu Nhưng nếu như không có bà ta Người ông yêu chỉ có thể là tôi Tôi hận bà ta Hận bà ta không thể khiến cho ông yêu tôi Để rồi ông không ngỏ lời cưới hỏi Bù tôi mới gả tôi Cho cái lão mão thấp kém này Tôi từng nghĩ rằng Tôi cứ sống vô vị hết cuộc đời này Thì à ta lại xuất hiện trong ngôi nhà này <laughs> Lẽ ra cái hôm con Phúc ra tay Tôi chi hô lên thì à ta không chết nhưng tôi muốn như thế đấy tôi muốn như vậy đấy bà ta lúc bấy giờ tựa như người điên những oán hận của bao năm tháng qua đều trút ra hết thầy giọng điệu tàn độc chua ngoa lúc này có ai có thể hình dung được người ngày ngày tụng kinh niệm phật lời nói dịu dàng lại làm những chuyện ác độc như vậy rột cuộc là bà đã làm cái gì ông nói đúng thạch tín trong cuốn sách là do tôi hòa nước rồi thấm lên. Ai bảo con Hương nó có thói quen thấm nước bọt để lật sách làm cái gì? Thạch tín đã dần dần thấm vào người cô ta. Đêm nay tôi lại chọn những thức ăn có chứa lượng thạch tín tự nhiên đem hết gắp cho cô ta ăn. Thạch tín vào trong cơ thể lại càng nhiều. Như vậy sẽ khiến cho độc càng ngày càng phát tác. Thêm một cốc nước hoa quả thuộc tính đại kỵ với thức ăn từ miền biển dành cho con ngọc hương quả nhiên là nó không thể nào chịu được đổ độc phụ tôi hỏi bà ngọc hương có liên quan gì có trách ý trách nó xui xẻo bị thằng thịnh nhìn chúng nên mới táng mạng thân vong tôi muốn thằng đó sống không bằng chết muốn nhà ông không bao giờ được vui vẻ bà dám hại người tôi yêu thương nhất tôi sẽ giết bà tôi sẽ giết bà tiềm mắt cậu thịnh lúc này Ngầu đỏ hoàn toàn hắc hóa Hai chân bà bước phóng đến Dùng tay bóp chặt lấy cổ của bà hai Bà không ngừng dễ dùa Gương mặt chuyển dần thành tím tái Hơi thở cũng yếu dần Ông Phúc sợ con mình thành kẻ sát nhân Cũng nhào đến cố sức cỡ tay của cậu Lên tiếng khuyên nhủ Đừng mà cậu thịnh Đồ độc phụ này không đáng Cậu để đấy Thầy xử tội bà ta Không, không được Chính tay con sẽ bóp chết mụ ấy. Ngay lúc này một thanh âm quen thuộc bỗng vang lên. Cậu Thịnh, cậu dừng tay đi. Tiếng nói ấy kịp thời chặn đứng nỗi căm hận đang dâng lên cuồn cuộn trong lòng của cậu. Ngay lập tức cậu buông đôi tay bóp chặt, mang đầy sát khí, phóng về nơi người thương đang đứng, khóe mắt của cậu rơm sớm. Vội vàng đưa tay, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái, giọng nói run rẩy. Mợ, có thật là mợ không? Tôi có đang nằm mơ không? Có phải vừa nãy, mợ... Tôi không sao đâu cậu. Tôi là người bằng xương bằng thịt, đang đứng ngay trước mặt của cậu đây. Nào, cậu chạm tay vào thế này. Cậu thấy tay của tôi ấm không? Cậu Thịnh xoa nắn lòng bàn tay Ngọc Hương một lúc. Cảm nhận độ ấm thì cơn hoảng loạn dần rút bớt, nhường chỗ cho niềm vui lấp đầy. Nhưng cậu cũng thắc mắc. Chuyện lúc nãy là sao? Tôi... tôi không hiểu gì hết. Lúc nãy, có một người đàn bà bước một chân vào quỷ môn quan. Bất ngờ lại có người hô hấp đang nằm lăn ra đất ho sạc sủa. Đến khi nhịp thở dần ổn định, bà ta nhìn về phía Ngọc Hương, không thể tin vào mắt mình. Cô ta, cô ta lại không chết. dáng vẻ kia cũng không giống như người vừa trải qua cơn thập tử nhất sinh. Bà liền cất lời, giọng nói có chút đứt quãng cô sao cô tôi không chết có phải là bà thất vọng lắm đúng không tôi nói cho bà biết từ đầu chi cuối tôi hoàn toàn không bị trúng độc âm mưu của bà đã bị tôi sớm phát hiện ra rồi không thể nào làm sao có thể bà tưởng âm mưu của bà kín kẽ lắm có đúng không nhưng có những lúc ánh mắt của bà đã làm lộ ra tất cả cô nói như vậy có nghĩa là gì Tôi nhiều lần vô tình bắt gặp bà, len lén nhìn thầy của cậu Thịnh bằng ánh mắt yêu thương tha thiết. Nhưng khi tia mắt chuyển hướng sang cậu, liền sắc bén vô cùng. Một lần thì tôi còn cảm thấy mình hoa mắt, nhưng nhiều lần như vậy, tôi tất nhiên có chút hoài nghi. Nhất là khi bà cứ sợi lời, nhắc tên tôi thường xuyên, đem sách kinh chú đại bi để được phúc và tiêu tai giải nạn. Tôi bỗng có dự cảm chẳng lành, Thế là tôi mang cuốn sổ kia đến cho thầy lang xem xét. Quả nhiên phát hiện thạch tín được bôi lên đó. Tôi thực sự không tài nào hiểu được vì sao bà lại muốn hại tôi trong khi chúng ta vốn không thủ không oán. Vậy nên tôi chủ động đề nghị bác Phúc phối hợp với tôi dựng nên màn kịch này để cho bà khai ra tất cả. Các người! Các người! Lúc bấy giờ ông Phúc đang trong nỗi xót xa phất huận vì biết được sự thận vì cái chết của nàng Huệ cũng không nhịn được nữa, ném về phía bà ta, ánh nhìn lạnh lẽo. Từ lúc tôi nhận con, bà rất ít khi xuất hiện trước mặt tôi, nên tôi không nhìn rõ. Từ khi Ngọc Hương đến kể với tôi, một cái khả năng kia, tôi còn chưa xác định rốt cuộc cái thứ độc phụ nào lại tầm cơ sâu hiểm, muốn hãm hại con dâu của tôi vào đường chết. Với vật chứng là cuốn sổ tầm độc này, tôi có thể tống giam bà trong ngục tối. Nhưng Ngọc Hương lại bảo Muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân bên trong là gì Thế nên tôi mới đồng ý giúp cho con bé Một câu này của ông Phúc Hoàn toàn khiến cho bà hai phát điên Tôi hỏi ông Con đàn bà đó có cái gì hay ho Chưa có cưới xin gì Mà chữa ảnh lên rồi Cái thằng con hoang này Còn không biết có phải là con của ông không câm miệng Tôi không cầm Cái thứ đó tôi nguyền rủa mãi mãi ả à ta không bao giờ được siêu sinh năm đó chính tôi đã nói giếng nước kia âm khí rất nặng tôi xúi rụt ông mão phong bế lại đấy tôi muốn ả à chết cũng không còn nguyên vẹn thân xác trở thành một hồn ma lang thang vất vưởng. còn cái thằng con hoang của ả à, tôi muốn cho nó đau khổ sống không bằng chết đấy thì sao nào thì sao nào bà hai hung hăng chẳng còn biết sợ là gì trong khi ông phúc thì càng bừng bừng lửa giận mắng ông thì ông còn có thể nhịn nhục chưa đụng vào bu huệ và cậu thịnh thì đừng có trách ông xuống tay không lưu tình thế là hai bà tai uy lực liên tục đáp lên gò má của bà hai máu tươi liền tứa ra nơi khóe môi gương mặt cười bây giờ nổi rõ mười dấu tay trói lọi độc phụ bà câm mồm đi cậu thịnh từ nãy giờ im lặng lắng nghe hết thầy thực sự phẫn nộ thay cho Bù Huệ. Người đàn bà kia về lòng ghen tị khiến chu Bù Huệ thác rồi, bây giờ vẫn còn bị đầy đọa Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn muốn chút hết lên mọi người. Ngọc Hương vì cậu mà suýt nữa vong mang. Nếu cô ấy không tinh ý, thì chuyện hôm nay đã trở thành thật sự, chứ không đơn thuần là một vở diễn. Nghĩ vậy, lòng cậu thịnh càng nhói đau, mà kệ cho thầy Phúc trừng trị, miệng mồm nanh ác của bà hai cậu nâng cánh tay Ngọc Hương lên Cất giọng đầy thành khẩn Xin lỗi mợ Vì tôi mà mợ liên lụy Nếu hôm nay mợ xảy ra chuyện gì Tôi Tôi không còn thiết sống Cậu nói bậy cái gì thế Tôi không nói bậy đâu Vừa nãy trải qua Tôi thực sự hiểu được cảm giác của thầy Phúc Tôi thực sự rất sợ Tôi thường mợ Tôi không thể nào thiếu sống mợ được Cậu bình tĩnh đi Mọi chuyện đã qua rồi mà Nhưng mợ phải hứa với tôi Hứa từ nay về sau Có bất cứ chuyện quan trọng gì Đều phải nói với tôi Chúng ta cùng bàn tính Mợ đừng dọa tôi Sống như ngày hôm nay được Mợ hứa với tôi đi Ngọc Hương ngắm nhìn thần sắc hoàng hốt của cậu Thịnh Trái tim lại càng rung động Kỳ lạ Bởi vì tình cảm cậu dành cho mình Không ngờ lại tha thiết đến như vậy cô không nỡ khiến cho cậu phải nặng lòng lo âu thêm liền gật đầu đồng ý rồi cậu dìu ngọc hương đến bên ghế quay sang xử lý người đàn bà tàn độc kia gửi đâu lôi cổ mụ ta tống giam lại cho tôi đối với thương người lòng lang dạ sói này cậu thịnh nhất định không nương tay chờ đến khi thăng đường xét xử cậu cũng sẽ không bao giờ ngại cho mụ ta nếm mùi đau đớn để buộc mụ ta khai ra hết toàn bộ những tội ác từ trước tới giờ mà mụ còn che giấu về phần thằng đậu sau một đêm vui say mừng con đàn bà khốn kiếp sắp táng mạng thân vong hắn ta tỉnh dậy đi một vòng muốn nhìn xem đèn lồng đỏ đã được gỡ xuống hay chưa cũng muốn đến an ủi cậu thịnh một chút để cậu không phải vì một con đàn bà ti tiện mà đau thương khổ lụy ai ngờ điều hắn nhìn thấy là cậu thần thanh khí sàng rời khỏi phòng hướng về nơi nào đó mà hướng đi chẳng phải đến chỗ con ả yêu nghiệt ngọc hương kia sao đậu ôm thắc mắc bước ở phía sau không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng khỏe mạnh của con ả kia bước ra đón cậu đậu rất tức tối chợt nghe cậu thịnh nói với ngọc hương Tôi qua nhìn mợ một chút cho đỡ nhớ bây giờ tôi phải ra huyện để xét xử bộ đàn bà độc ác kia trả lại công bằng cho mợ dạ vâng còn bù hậu với em hiền tôi bố trí ở một gian phòng tốt rồi lát nữa tôi bảo đậu đưa mợ đến gặp họ nhé. dạ em cảm ơn cậu tôi với mợ không cần tiếng cảm ơn tôi đi đây cậu thịnh vừa xoay đầu liền trông thấy thằng đậu cậu lên tiếng tốt quá cậu tính về dặn đậu Lát nữa đưa mợ Hương đến ra nhà trống phía đông Cho mợ gặp gỡ trò chuyện với người thân Đậu ở đây rồi Thì dẫn đường cho mợ luôn Dạ vâng à, Cậu cứ đi đi Chuyện này cứ để cho đậu Đáp lại đậu một tiếng ừ Cậu Thịnh xoay đầu nhìn Ngọc Hương chan chứa tình cảm Thằng đậu không nhìn rõ biểu cảm cưng chiều này Nhưng cuộc nói chuyện từ nãy đến giờ Đủ biết Cậu mê muội cuồng si con ả à kia đến mức nào mà cậu Thịnh càng yêu càng bảo vệ hắn thì khó lòng mà ra tay. Nghĩ đến điều đó, Đậu liền có một quyết định liều lĩnh, ngay ngày hôm sau sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện, thế là chờ cho cậu Thịnh đi khỏi, cậu vờ bày ra gương mặt cười vô hại, mời Hương đi phía trước. Lúc này Hương đang rất vui vì có thời gian gặp mặt người thân, nào có biết sau lưng mình có một kẻ đằng đằng sát khí đang lầm le tìm cơ hội để trừ khử mình. Cô tung tăng như một con chim nhỏ, chạy đến đoạn đường vắng. Không chú ý, hòn đá dưới đất bây giờ, cô đã vấp phải và ngã nhào ra đất. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đã trông thấy tia mắt tức tối của thằng đậu với một con dao lăm lăm trên tay. Hắn ta vừa rồi, đang nâng mũi dao, đâm về phía của Ngọc Hương. Anh đậu, anh bị điên à? Phải, tao điên, tao điên là vì mày. Hôm nay mày nhất định phải chết." Dứt lời, hắn nắm chặt lưỡi dao trong tay, điên cuồng phóng tới. Lúc này máu đỏ thẫm ướt cả một mảng áo dài màu xanh nhạt trông vô cùng chói mắt. Thằng Đậu lúc bây giờ mới nhìn rõ người này, đỡ nhát dao cho Ngọc Hương, chính là cậu Thịnh. Hốt hoảng, buông cán dao ra lắp bắp. "Không, tôi không muốn hại cậu, tôi không có Người đâu? Người đâu? Mau đến cứu cậu, cậu bị đâm rồi. Tiếng gào khóc của Ngọc Hương vừa to vừa thống khổ. Ngay lúc này Tòng đang ở gần, liền xông tới. Ở hiện trường thằng đậu run rẩy phủ định, mợ Hương đang dùng khăn buộc vào xung quanh con dao để cầm máu. Còn quan trạng thì mặt mày xanh mét. Nhìn sơ qua là đoán biết thế nào. Tòng liền dùng thân thủ của mình đã đấm liên tục khiến cho thằng đậu bất tỉnh. Ngọc Hương cũng chẳng màng đến tên kia nữa, bao Tòng nâng cậu lên đưa về phòng, rồi lập tức gọi thầy Lang. Tòng cũng không quên bảo tí trói cái tên gia nô phản chủ kia lại. Thầy Lang vội vàng đặt hòm thuốc xuống, bước mau về phía cậu Thịnh. Ông ta nhìn vị trí vết thương rất gần với tim, thở dài một tiếng. Tình huống này là thập tử nhất sinh rồi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, có cứu được hay không? còn nhờ vào ý trời. Sau đó thầy lang tiến hành rút con dao ra, nơi vết thương sâu hắm được vệ sinh sạch sẽ. Bên ngoài lúc này đã được xử lý, nhưng đêm nay thế nào cậu cũng sốt cao. Vì vậy thầy lang còn kê thêm đơn thuốc giảm sốt cho cậu. Quả nhiên qua một canh giờ sau đó, người cậu thịnh nóng dần lên, qua một hồi thì bừng bừng như lửa. Bà cả liền sai người đi, sắc thuốc, bón cho cậu. Bà ơi, bà để con làm cho ạ. À? Ta còn làm không được thì con còn có cách rồi. rồi không chờ bà cả đồng ý, ngọc hương cầm luôn bát thuốc, bưng lên môi, hớp một ngụm. tiếp đó cô cúi đầu xuống thấp, chạm môi, truyền thuốc qua cho cậu. cảm thấy thuốc đã đi vào trong, hương nhẹ nhàng vuốt xuống cổ cho cậu. cô cứ làm như vậy cho đến khi hết bát thuốc. ông phúc bà trinh nhìn thấy, ai cũng đều mệt mỏi nhưng vẫn kiên trì muốn chờ đợi đến lúc cậu qua cơn nguy hiểm cơ mà ngọc hương lo họ có tuổi cứ trụ lại như vậy thì cũng không tốt chút nào nên đề nghị họ quay về nghỉ ngơi có gì sẽ thay phiên cùng cô trông coi cậu thấy con bé nói chí lý hai người đành bấm bụng rời khỏi phòng trong nỗi lo lắng khôn tả lúc này không còn ai ngọc hương mới nằm bên cậu thỏ thì Ai đã nói rằng thích mỗi ngày được ôm tôi Ở cạnh tôi nhỉ Ai là người mật dày Nói rằng về sau Tôi sinh con cho cậu Rồi cậu dạy bu con Chúng tôi cùng học Cậu đã hứa rồi Cậu phải thực hiện chứ Nếu không ấy Nếu không kiếp sau Cậu bảo muốn làm chồng của tôi Tôi cũng không đồng ý đâu Lúc này trong một khoảng không trắng xóa mờ ảo Cậu Thịnh nhìn thấy Bu Huệ Người mà suốt bao nhiêu năm qua cậu chưa từng mơ thấy lần nào. Bù Huệ thật đẹp, thật dịu dàng, đến bên cạnh nắm lấy tay của cậu. Bù, Bù đến đón con à? Đôi mắt Bù Huệ đầy yêu thương, nhìn cậu không đáp lời nào. Đến khi cậu lên tiếng dục, Bù Huệ chỉ nói một câu. Tất cả là thiên mệnh, dù là thế nào, Bù chúc cậu luôn hạnh phúc. Đến khi cậu mở mắt lại, cạnh bên cậu là một thân ảnh với mùi hương khiến cho cậu say đắm đang thút thít không ngừng từng giọt từng giọt ấm chạm vào da thịt của cậu khiến cho cậu xúc động không chịu nổi làm mợ khóc là lỗi của tôi nghe tiếng người thương vang lên ngọc hương mừng rỡ và càng rơi nước mắt bật dậy xem thử có phải là mình đang nằm mơ hay không cô tự béo chính mình xác định không phải là mơ thì chắp tay liên tục vái lạy. cảm tạ trời, cảm tạ phật, rốt cuộc cậu cũng bình an rồi. sao mà cậu khở thế hả? À? sao cậu đỡ cho tôi? cậu có biết? biết là cậu một tí nữa thôi. là dao cắm thẳng vào tim không? mợ không còn, cuộc sống của tôi cũng giống như đã chết. cậu đúng là ngốc, cậu đúng là ngốc mà. cảm tính của cậu là một lòng bảo vệ Ngọc Hương vô điều kiện, việc này đối với cô mà không có ý nghĩa xúc động làm sao cho được. Cảm xúc dâng trào, Hương chủ động dâng lên cánh môi thơm ngát cho cậu. Cậu Thịnh bị bất ngờ, mở mắt to đầy kinh ngạc rồi không cưỡng lại được hương vị quyến rũ kia, cậu nhắm mắt hòa quyện. Bỗng lúc này, cánh cửa phòng bật mở, Thầy Phúc trông thấy đôi trẻ quấn quýt, nhận ra cậu Thịnh đã tỉnh lại sau cơn nguy kịch thì mặc kệ tâm thế ngượng ngùng của hương bước vào hỏi han ngay cậu thịnh cậu tỉnh rồi sao thầy mừng quá mừng cho cậu ngọc hương lúc này dịch người khỏi cậu một chút gương mặt đỏ bừng cậu thịnh thì mặt dày hơn mợ nhích ra làm cái gì chứ sau này mợ cũng là vợ của tôi mà hương nghẹn ngào cậu cậu quay sang nói với thầy phúc con cảm ơn thầy Con ổn rồi ạ à? Nhờ con Ngọc Hương Luôn bên cạnh chăm nom cho cậu đấy Đứa con giàu này Thầy quả thực là vô cùng vừa ý Thế thì thầy xem ngày tốt cho con hết tang kỳ thầy mão Con cưới mợ ấy về luôn Hồn sự Là chuyện trọng đại của người con gái Thầy không thể cho bu huệ của cậu Một hôn lễ đàng hoàng Để cho bu huệ chịu nhiều tủi nhục Mà ra đi Bây giờ cậu phải làm như thế, phải tốt hơn thầy, nghe chưa? Không được để cho con bé chịu ấm ức trước những lời dị nghị của thiên hạ. Vâng vâng, con hiểu thưa thầy. Những điều ông Phúc nói, Ngọc Hương chưa bao giờ dám nghĩ tới, khi ông thốt lên, Hương cũng không nghĩ rằng cậu đồng ý ngay. Bố thầy nhà này đưa cô đi từ bất ngờ này sang đến bất ngờ khác. Tâm trạng của Ngọc Hương lúc này vô cùng tốt, còn cậu Thịnh thì nhàn nhàn nói Nếu như không ở gần tôi mợ mà vui ấy. mợ về nhà rồi không biết có ông bướm vây quanh không thực ra tôi cũng lo lắm Trong lòng tôi lúc này chỉ có một mình cậu thôi Cậu cho tôi về đoàn tụ với Bu Hậu và em Hiền một thời gian nhé Cậu nói khẳng định kia khiến tâm trạng của cậu phấn chấn hẳn lên nụ cười càng sâu lộ ra đốm đồng tiền thật là hút tầm mắt người khác ông phúc nhìn con lốm đồng tiền hết như bu huệ thì trong lòng lại dâng lên nỗi niềm thật khó tả ngậm ngùi chuyển hướng sang chuyện khác về tên zano kia cậu tính thế nào hắn ta nguy hiểm cậu không được mềm lòng đâu nếu đã muốn làm hại người con yêu thương nhất con nhất định không tha thầy cứ chiếu theo luật mà xử đi à vì vậy sau đó thằng đầu cũng được kết án xong xuôi. Ông Phúc trực tiếp đến biệt phủ của ông Bình, yêu cầu đem mơ đến thôn trang ở rất xa nhốt lại. Nếu không ông nhất định không lưu tình. Đem mơ đến nhà lao thì tương lai của nó cũng tắt liệm từ đây. Trước hai lựa chọn kia, ông Bình và bà Quý chỉ có thể đồng ý dẫn mơ về thôn trang hèo lánh, lúc nào cũng có người giám sát. Một đêm không chịu được cảnh tù túng, cô ta lèn trốn đi, không ngờ bị sẩy chân, rơi xuống vực. Kết thúc cuộc đời tràn ngập sự ghen ghét Nơi khỉ ho cò gáy Một nấm mồ cũng không có được Hai năm sau Ngọc Hương lúc này gần 17 tuổi Ở độ tuổi hoa xuân rực rỡ và kiều diễm nhất Chỉ còn một tháng nữa thôi Là cậu Thịnh sẽ mang kiệu Qua đón cô gái nhỏ về nhà Và thiên đường hạnh phúc của đôi tân lang Tân giai nhân Sẽ không phải vì biệt phủ của Lâm Gia nữa Mà là do ông Phúc mua tặng cho cậu Thịnh Hiện tại căn nhà tồi tàn năm nào đã không còn, được cậu Thịnh cho xây sửa, cũng tạm gọi là khang trang. Hôm nay gian nhà của Ngọc Hương được vinh dự tiếp đón một vị khách quý lâu ngày không gặp là cậu Thành. Bây giờ cậu là phó tướng trong quân danh ở cánh quân phương Bắc. Dù không đỗ võ trạng nguyên, nhưng chiến công hiền hách cậu lập được trong hai năm qua khiến cho Hoàng thượng rất trọng dụng. Hai năm qua cô sống có tốt không? Dạ vâng rất tốt Xem cậu thì cũng thấy rồi Còn cậu, cậu đi đâu mất biệt Đến bây giờ mới xuất hiện Tôi đi lập công danh để về Về hỏi cưới cô Cô Ngọc Hương à Tôi thực sự rất nhớ cô Ngày lúc này Một thanh âm vang lên Trong chất giọng có mùi chua nồng nặc Người này chính là chị dâu của cậu đấy Chị dâu nào Nhà tôi chỉ có độc nhất tôi là con trai Với cả Cô Ngọc Hương đã có chồng rồi sao? Chưa, nhưng mà sẽ có. Đi mấy năm, cậu còn chưa biết à? Tôi chính là anh trai của cậu. Thầy tôi có con rơi sao? Không thể nào. Con rơi của thầy cậu thì không, nhưng con đẻ của thầy Phúc thì có. Bác Phúc ư? Đúng thế, cậu về cũng vừa kịp lúc. Tháng sau tôi mời cậu đến dự cỗ cưới của tôi với Ngọc Hương. Cậu Thành không tin đánh ánh mắt nhìn Hương để xác nhận. Thấy Hương gật đầu, gương mặt của cậu lộ ra một nụ cười vô cùng hạnh phúc. Thì lúc này cậu Thành mới hết hy vọng, ỉu xìu nói lời chào rồi ra về. Còn cậu Thịnh ngồi xuống trước mặt Hương, bỗng nhiên im lìm không nói gì. Lúc bù hậu đi ngang, cậu có chào bu ấy, nhưng rồi lại giữ im lặng với Hương. Cô gái nhỏ thấy lạ, bèn nói. Cậu bị làm sao thế? Cậu Thịnh không nói gì, đăm đăm nhìn Hương, cô lắc lắc tay cậu hỏi thêm một lần nữa. Này, cậu bị say nắng đi à? Sao hôm nay cậu nhìn tôi lạ thế này? Hương hỏi mãi, không được, đâm ra bực bội, mặc kệ cậu luôn. Lúc bấy giờ cậu mới ấm ức lên tiếng. Mỡ thích nghe người khác nói nhớ mợ lắm chứ gì, sao mợ không bảo với Thành, mợ là người của tôi. Thôi mà, cậu đừng trẻ con như thế, cậu nhớ lại đi, Lúc đó tôi chưa kịp nói gì Cậu đã bước vào nói hộ tôi mà Thế tại sao Mợ cười tươi với Thành thế Thế tôi lại khóc à Sầm sầm mặt với khách à Tôi muốn mợ Chỉ được cười với một mình tôi thôi Cậu vô lý thật đấy Kệ cậu đấy Hương bực mình Định nhấc gót đi Đã nghe cậu than thở Ai vết thương này Lại nhức nhối rồi Mỗi lần chờ trời Là nơi này lại nhức Nhức lắm mợ có biết không? Để tôi lấy rượu thuốc xoa bóp cho cậu nhé. Ừm, cũng được. Xoa bóp một lúc, Hương lại lên tiếng hỏi xem cậu như thế nào. Cậu thấy sao rồi? Cậu đỡ hơn chút nào chưa? Một chút. Có cách này, mợ thử giúp tôi có được không? Cách gì? Sao cậu không nói sớm? Mợ giữ yên bàn tay ở chỗ vết sẹo này đi. Rồi tiếp theo thế nào mợ có nghe thấy gì không hương im lặng nghe thử chỉ sợ nhịp tim của cậu có điều gì đó bất thường cơ mà qua một lúc thấy bình ổn hương mới đáp nhịp tim của cậu tốt mà vậy là mợ không nghe được rồi mợ áp tai vào đây này hương thật thà làm theo bên tai bỗng chuyển đến âm thanh nhẹ nhàng của cậu tim tôi không ngừng gọi ngọc hương ngọc hương đây này Hương vỡ lẽ Cậu đang trêu đùa Thì thò tay véo cậu một cái đầu điếng Nhưng cậu chỉ xoa xoa Rồi cười hiền lành Tôi nói thật đấy Mợ không biết đâu Tôi mong ngóng từng ngày Để được bên mợ Thôi mà mợ đừng giận tôi Hôm nay tôi đưa mợ đi chơi Có được không Đừng có giận tôi nhá Cậu Thịnh chân thành như vậy rồi Hương cũng không thể nào giận dai Gật đầu đồng ý Đôi bóng nhỏ quyện vào nhau trong ánh nắng vàng rực rỡ, bàn tay của cậu lồng vào những ngón tay của cô gái nhỏ, cảm thấy thật là yên bình. Cậu lấy ngựa đưa Hương đi khắp nơi, nhìn ngắm cảnh vật đẹp như tranh vẽ. Lúc đi ngang qua một ngôi miếu nhỏ, cậu dừng ngựa, đỡ người thương đến đó, cả hai cùng thành kính nguyện cầu. Cậu nói trước. Xin thánh thần phù hộ cho mợ hương suốt đời bình an để con được suốt đời yêu thương chăm sóc cho mợ ấy ngọc hương cũng không ngăn cản được cảm xúc mãnh liệt trong tim mình lúc này cũng nghe lời khấn nguyện của cậu cô chắp tay nói xin thánh thần phù hộ dù sóng gió thế nào cũng cho chúng con được cùng nhau giả đi niềm vui giản dị giữa đời ngày ngày cùng mợ ngọt bùi chia nhau Thời gian dù có bao lâu Nắm tay chung bước Bạc đầu không xa Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 10 Cũng là tập cuối của bộ truyện Thoát kiếp vợ bé Được viết bởi tác giả Bích Vân Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với Tâm An Trong buổi trưa ngày hôm nay Cũng như là đồng hành với Tâm An trong suốt 10 tập truyện vừa qua Chúng ta cảm thấy được rằng là Ngọc Hương là một cô gái vô cùng là yếu đuối mỏng manh Nhưng một lúc nào đó, những lúc cấp bách thì cô lại vô cùng mạnh mẽ đúng không ạ? Và Tâm An cảm thấy rằng là rất thích cái tính cách của cô gái này Đối với bản thân Tâm An cũng vậy, đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình hàng ngày hàng ngày Để tốt hơn bản thân mình trong quá khứ Và cái, cái, cái tính cách của Ngọc Hương này là một điều mà khiến cho Tâm An phải học hỏi rất nhiều Đó chính là những lúc mà quyết đoán thì vô cùng quyết đoán Những lúc mà cần mềm mỏng để có thể giữ gìn hạnh phúc của mình Cô ấy cũng thật là nhẹ nhàng và mềm mỏng Chúng ta cứ tưởng rằng Ngọc Hương ừ, Nhu nhược Không biết đứng lên bảo vệ bản thân mình Và trong cái suốt thời gian Bị bao nhiêu người hãm hại Cô Mơ này, cô Sen này Và cả đậu nữa Nhưng rồi cuối cùng có được tình yêu thương của cậu Thịnh Thì tất cả mọi sóng gió đều có thể vượt qua Cuối cùng thì thoát kiếp vợ bé Để có thể làm mợ cả đường đường chính chính Đứng bên cậu Thịnh Một cái kết thúc vô cùng tươi đẹp Dành cho tình yêu của đôi bạn trẻ đúng không quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều à, quý vị ơi sau khi lắng nghe xong tập truyện này quý vị có cảm nhận như thế nào về văn phong của tác giả bích vân cũng như là về những cái điều ác mà các nhân vật của chúng ta đã được tác giả bích vân xây dựng nên tâm an cảm thấy rằng nếu như chúng ta cứ có cái điều ghen tị trong lòng thì cái điều ác nó sẽ luôn luôn xâm chiếm và khiến cho hành động của chúng ta đi đến những cái bước mà không thể lường trước được và sau khi lắng nghe xong tập truyện này, Tâm An hy vọng rằng chúng ta hãy luôn luôn sống thiện. Bởi vì sống thiện sẽ luôn luôn có một cái kết thúc thiện. Cảm ơn quý vị rất nhiều và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập truyện mới vào trưa ngày mai. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh đọc truyện Bội Phố quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.